Hello mọi người khỏe ha? Ok, alright. Hôm nay Trinh muốn chia sẻ với mọi người là hiện tại Trinh đang có 6 cái lớp học về mentorship one on one. Có nghĩa là Trinh tạo ra những cái lớp học với 1 tiếng đồng hồ, với video Zoom với Trinh là trực tiếp như vậy, để mà có thể thông qua với những cái vấn đề mà anh chị em đang gặp, và mỗi cái section nó sẽ khác nhau. Mọi người có thể vào trong cái khanglandingteam.com, mọi người có thể schedule cái schedule của Jen. Bình thường là Jen có thể nhắn tin hoặc là trả lời messenger free, miễn phí cho mọi người. Nhưng mà đặc biệt với những cái vấn đề mà mọi người cần nói chuyện trực tiếp với Jen qua điện thoại hoặc là qua video như thế này, khi mà mọi người cần nói chuyện trực tiếp với Jen như vậy thì mọi người có thể vào trong cái website khanglandingteam.com, talk to Jen, là mọi người có thể schedule cái cuộc gọi đối với Jen. Ok, rồi nếu mà mọi người muốn đặt những cái cuộc hẹn cho Zoom video như thế này thì mọi người vào cái mentor class. Hiện tại Trinh đang có 6 lớp học. Lớp học đầu tiên là Money Mentor. Ok, cái lớp học này có thể giúp cho các bạn định hướng các bạn là ai, các bạn làm được cái gì, điều gì các bạn làm không được, và cái ngành nghề nào, công việc nào và tạo thêm nhiều nguồn thu nhập như thế nào thì có thể giúp cho các bạn định hướng được trong cái lớp này. Lớp thứ hai là cái lớp Beginner Mentor, có nghĩa là giúp cho các bạn làm sao mua từ 1 đến 10 cái căn nhà cho thuê đầu tiên trong cuộc đời của mình. Ok, lớp học thứ 3 là Business Mentor. Ở đây các bạn có thể thấy được là giúp cho những chủ doanh nghiệp, những anh chị mà chuyên về đầu tư kinh doanh có thể có một cái bước ngoặt cao hơn, và đi đầu tư, dùng tiền của mình để đầu tư tiền như thế nào để làm double, triple cái số tiền mình đang có, gấp đôi, gấp ba lên trong 5 năm, 10 năm tới. Cái lớp học thứ tư là Commercial Mentor, dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp hơn, đang sở hữu nhiều bất động sản rồi nhưng mà nó chỉ residential nhiều thôi và lơi khơi những cái commercial, và anh chị em muốn dồn hết tiền lại để mà target được những cái bước đi khác và cao hơn thì Jen có thể giúp trong cái lớp Commercial Mentor. Và hai cái lớp cuối cùng là đều dành cho những sales agent đặc biệt, có nghĩa là bạn đã trong một cái ngành sales và bạn đang chỉ kiếm được dưới 100.000 một năm thôi và bạn muốn bùng nổ hơn trong những năm tới, các bạn cần những cái chiến lược như thế nào để có thể bùng nổ sale nhiều hơn, có thể kiếm được 200.000 một năm, 300.000 một năm. Và cái lớp học cuối cùng cũng dành cho sales agent, là các bạn đang kiếm chỉ có 300.000 một năm thôi và các bạn muốn 600.000, 500.000, 1 triệu trở lên cho cái income của mình mỗi năm, thì các bạn sẽ cần những cái chiến lược khác và những cái đòn bẩy khác như thế nào đó, thì Jen sẽ có cái thời gian để mà tư vấn cho các bạn mặt đối mặt như thế này trong cái mentor class. Ok, mọi chi tiết mọi người vào trong cái website khanglandingteam.com. Jen hy vọng là có cái thời gian để mà có thể giúp đỡ cho các bạn, cũng như là cùng với các bạn đưa ra những cái chiến lược để phát triển hơn, để có thể thành công hơn. Có bất kỳ câu hỏi gì cho Jen biết nha, nếu giúp được mọi người trong khả năng của Jen sẵn sàng. Alright, bye mọi người.